Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Ngày hôm nay ba vị thủ lĩnh của chúng ta sẽ là ba gương mặt theo đúng là từng thế hệ luôn, đúng không dạ? Gọi là ba thế hệ. Ba thế hệ, thưa quý vị. Mình sẽ giới thiệu từ nhỏ từ lớn xuống nhỏ, đúng không? Đúng rồi. Mình phải giới thiệu là người nào lớn trước, đúng không ạ? Nói chung là cái sự xuất hiện nó sẽ tỷ lệ thuận với cái số tuổi á. Đúng rồi. Là xuất hiện càng sau thì tuổi càng, càng nhỏ. Trẻ, càng trẻ hơn. Đầu tiên sẽ giới thiệu nam diễn viên Thuận Nguyễn. Vỗ tay. Thưa quý vị, đây là vị thủ lĩnh lớn tuổi nhất ngày hôm nay. Xin chào Thuận Nguyễn. Xin chào hai MC dễ thương. Xin chào ban giám khảo cùng tất cả quý khán giả. Mình đứng xa xa để cho Thuận Nguyễn ngang ngang tầm á, nhìn xuống không à? Né. Đó, đó né. Dạ, dạ, ngang ngang tầm. Là em bị xa cách vậy luôn á hả? Tại vì mình cao á, cái cao mà cao hơi bị hổn á, cho nên là đứng gần không được. Ủa sao chị già nãy giờ cứ... Không phải, tại vì đẹp trai á, tự nhiên bước ra một cái là gì vậy Will? Dẫn chung ta nói quá trời số, chưa bao giờ khen mình được, chứ toàn chơi mình mập với lùn thì đó. Nhưng mà người ta đẹp thiệt chứ bộ, đẹp mà. Đẹp đi, làm cho công việc giới thiệu tiếp tục đi. Dạ, kính thưa quý vị, một thủ lĩnh tiếp theo đó là một diễn viên trẻ tài năng và có một giọng ca rất ngọt ngào đi vào lòng của tất cả quý vị khán giả. Đó là nữ diễn viên ca sĩ Lê Lộc. Giống đám cưới tụi em ghê không? Lộc ơi, em dạ. Sợ ra đường người ta không thấy em hay gì mà em mặc bộ đồ chói như vậy cưng. Tại vì hôm nay em biết anh Thuận mặc đồ màu hồng nên em đã chọn một chiếc áo màu hồng. Ủa có giấy gì? Em hát hả? Ủa nãy Lâm Lý giải giới thiệu là diễn viên ca sĩ. Diễn viên ca sĩ. Có nói lộn chức nghiệp gì hôm đây không? Không, cái đó là tương lai đó anh. Đúng rồi. Tương lai ca hả? Ca sĩ tương lai. Tại vì Lộc và dạo gần đây có đi học thanh nhạc nha. Và mới vừa ra MV luôn. Học được bao lâu rồi? Dạ, học cũng được 3 tháng rồi. 3 tháng mà dạ. Hát như vậy luôn. Không, bây giờ vậy nè, mình đã học rồi đúng không? Dạ. Mình hãy chứng minh cho tất cả mọi người ở đây biết mình đã từng học nhạc coi nè. Không biết ở đây nó có cái phòng mic không ta? Phòng mic là cái gì cơ? Phòng chỉnh nhạc. Em muốn hát mà chỉnh trực tiếp trên đây luôn. Khó quá. Sao là khó chương trình vậy? Hát hả chị? Hát đi em. Trời ơi, quan ngại quá. Quan ngại. Hay dở gì mọi người bỏ qua giùm em nha. Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời. Rộng em rung quá chị. Cái quãng em rộng lắm luôn. Hoang mang thật sự. Quãng quá rộng mà. Thì tiếp theo là sẽ là một nghệ sĩ gọi là mầm non nghệ thuật. Đó là ai thưa Lâm Vĩ Dạ? Đó là diễn viên hài Thúy Nga. Xin mời. Oh yeah yeah yeah. Trời ơi, đứng trong cánh gà mà hát nó vang cả tới đây luôn. Em mượn dù tỏ tình anh thế thì sao nào? Em yêu anh thế thì sao nào? Oh yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Em muốn dù yêu anh thế thì sao nào? Em yêu anh thế thì sao nào? Hồng Thuận ơi. Yeah. Chị ơi, hơi sợ đó. Sợ không? Hơi sợ. Mà nãy chị hát bài gì vậy? Chị hát bài... Chị đang hát một cái bài rất là hit. Cái bài này em nghe em biết rồi. Mà sao tự nhiên qua cái giọng chị nó thành một cái bài khác đó chị nghe. Chị dạ. Nên hẹn gì chị hát xong mà chị thấy cảm giác mọi người ở đấu trường á, người ta rất là hoang mang đó em à. Mọi người có biết bài gì không nào nhỉ? Nào nhỉ? Mượn rượu tỏ tình. Đúng rồi. Chắc là tỏ tình như chị Nga thì không ai dám nhận cái lời tỏ tình đó đâu ha. Nghe nó sợ quá. Hơi hoang mang phải không? Chúng ta sẽ có luật chơi rất đơn giản như sau. Có một bài hát bất kỳ được vang lên và
ba đội chơi của chúng ta sẽ cùng nhau hòa thanh, hòa giọng vào bài hát đó. Ba vị thủ lĩnh phải lắng nghe thật kỹ để chọn ra đội nào mình thích nhất và chạy lên bục phía trên để giành quyền. Trời ơi, mừng quá Lê Lộc ơi. Dạ, thật sự nãy giờ đó, sao, con đừng có nói cô ở đây. Ở dạ, đây là chị? Cô là tài năng trẻ rồi. Mình cứ bạn đi. Dạ sao em? Bạn Lê Lộc biết sao không? Trời ơi, bạn Thúy Nga tới đây nè, bạn hoang mang lắm luôn á. Không sao, không sao bạn Nga ơi. Cái chương trình mình không có cần hát. À, mình không cần hát. Mình không cần hát đâu bạn. Vì mừng rồi, vì mừng quá chứ không tưởng hát là chết luôn á. Banh luôn cái phim trường luôn á. Và sau khi ba thủ lĩnh đã lựa chọn được đội cho mình rồi thì tất cả chúng ta sẽ bước vào trong để bàn bạc và lên chiến lược giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Và trong mùa 2 của Nói Chuyện Âm Nhạc, chúng ta sẽ có 5 quyền ưu tiên. Xin mời Lâm Vĩ Dạ. 5 quyền ưu tiên đó là quyền cấm, quyền chuyển, quyền ưu, quyền cứu và quyền... và quyền ẩn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến phần bốc thăm quyền ác chủ bài dành cho ba vị thủ lĩnh. Hồ Biến! Wow, kỳ diệu quá. Đây là 5 quyền của chúng ta. Xin mời các thủ lĩnh hãy bốc cho mình. Mỗi người bốc 1 cái hả chị? 1 cái. Rồi. Mở ra được không chị? Không. Hãy giữ bí mật này chỉ được xem với các đấu sĩ của mình thôi. Mới nhìn tưởng cây kẹo kéo không mà tính mấy bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên giành quyền lựa chọn đội cho các vị thủ lĩnh. Xin mời. Có nhường hả Lộc? Ủa ai biết? Không hề nhường. Em nhường là em phải đi ra chỗ khác. Em để Thuận qua đó mới gọi là nhường. Em nhường danh phòng số 2 rồi đó. Ủa gì hả? Em cảm thường có được em. Thật sự ra thấy mấy nhóm hát, nhóm nào hát cũng hay hết. Đúng rồi. Chị chọn phòng này là tại vì á, chân chị đang đau quá. Đi qua đi cho nó lẹ. Nó gần, đúng không? Nó gần nhất. Và một lần nữa xin chúc mừng các vị thủ lĩnh là lựa chọn đội cho mình. Xin chúc mừng. Bây giờ là phần xuất hiện của các đấu sĩ. Xin mời đấu sĩ của phòng Lê Lộc. Phòng số 1 bước ra sân khấu ạ. Xin chào tất cả mọi người. Nhóm của mình có tên là Muối Mặn Mà. Mình là thành viên đầu tiên. Mình là Bonnie.
Mình là Hoàng Tùng Anh. Mình tên là Tuấn Anh. Mình tên là Lê Lộc. À, dạ chị. Chị Lộc ơi, chị Lộc. Chị Lộc nói là bớt mặn mà luôn nha chị. Dạ, nhóm của tụi em đến đây với tiêu chí là sẽ mang đến những bài hát thật là mặn mà cho tất cả mọi người. Trời ơi. Ý nghĩa mặn mà. Bởi vì thủ lĩnh nó rất là lạc rồi. Vô là nó vừa ăn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các đấu sĩ của phòng số 2, đội của Thuận Nguyễn. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hữu Nhân. Mình là Ý Nhi. Mình là Sĩ Tuệ. Và đội mình có tên là Hảo Ngọt. Hảo Ngọt. Đủ gia vị ha, bên ngọt, bên mặn được. À, Thuận ơi, em tương tác với bạn xíu đi em. Thật sự là các bạn đã nói hết nỗi lòng của em rồi. Em không biết nói gì hết, tại vì em thật sự là cũng là một người rất là thích ăn ngọt. Có liên quan chương trình không vậy? Ủa, Hảo Ngọt đúng không? Anh ơi, cái tên là Hảo Ngọt nè. Thì em, mấy bạn đã nói hết nỗi lòng của em rồi. Rồi, đấu sĩ, hôm nay là chương trình nó chưa gặp nhạc mà thủ lĩnh tụi em thích ăn ngọt. Trời ơi, qua chị Nga đi, anh đi, đừng có... Anh thấy em cao cao với lại anh xăm roi em. Và cuối cùng là sự xuất hiện của các đấu sĩ phòng số 3, phòng của chị Thúy Nga. Xin mời. Ra đi mấy em. Trời ơi. Trời ơi, cái phòng số 3 chưa gì tôi thấy là có đối thủ khá mạnh rồi. Chúc mừng chị Nga, chị lựa chọn chính xác lắm. Xin chào tất cả mọi người, nhóm chúng mình có tên là Ớt Hiểm. Trời ơi, cay quá. Trời ơi, em đứng từ bên đây em thấy cay quá. Với cái ý nghĩa rằng là khi mà nghe giọng hát của tụi mình thì tất cả mọi người đều phải xít xoa và trầm trồ như là ăn trúng một trái ớt hiểm vậy đó. Xin giới thiệu, tự giới thiệu mình là Hoàng Tôn. Mình là Thảo Phạm. Mình là Jason Việt Tiến. Và ngày hôm nay đến được với chương trình thì mình cảm thấy rất là vui, và nhất là lại có một đội trưởng rất là xinh đẹp và lại có duyên như thế này nữa. Vỗ tay. Trời ơi. Và xin cảm ơn phần giới thiệu của ba đội chơi. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với các vị giám khảo. Xin mời đại diện ban giám khảo hãy nói lên tiêu chí của ngày hôm nay ạ. Xin mời. Mình là Diệu Hiền, xin được thay mặt cho 13 vị giám khảo ở đây cũng chia sẻ với tất cả các bạn ngày hôm nay. Đây là cuộc thi vui là chính, cho nên là khi mà tất cả các bạn hát thì giám khảo sẽ chấm 50% là giọng hát, còn 50% đó là sự biểu diễn và những chiêu trò của tất cả các bạn. Cho nên là các bạn hãy thể hiện, cố gắng thể hiện hết mình để mà mình sẽ mang đến những tiết mục hay nhất cho tất cả quý vị khán giả. Vỗ tay cho ban giám khảo nè mọi người ơi. Và ngay bây giờ, các vị thủ lĩnh và các đấu sĩ hãy bước vào trong để lên chiến lược giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin mời. Trước khi bước vào cuộc chiến, ba vị thủ lĩnh sẽ có khoảng thời gian hoạch định chiến lược với những đấu sĩ của đội mình. Và ngay bây giờ, bài hát ngẫu nhiên đầu tiên sẽ được hiện lên trên màn hình. Các vị thủ lĩnh và các đấu sĩ phải nhìn thật kỹ và lựa chọn đội nào sẽ là đội thi trước bằng cách nhấn chuông giành quyền ưu tiên. Và ngay bây giờ, ca khúc ngẫu nhiên đầu tiên xin được phép công bố. Xin mời. Phòng của Thuận Nguyễn và phòng của chị Thúy Nga đã ấn chuông ạ. Xin mời cả ba đội bước ra sân khấu ạ. Ca khúc được lựa chọn đầu tiên ngày hôm nay đó là ca khúc Tận Cùng Nỗi Nhớ. Ca khúc này đã từng được ca sĩ Will thể hiện rất thành công và được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Cảm ơn. Ủa sao thái độ vậy? Cảm ơn giả rất là nhiều vì giới thiệu ca khúc của mình. Mình giới thiệu giùm bạn thôi mà. Xin mời chị Thúy Nga, chị hãy đưa ra cho mình đấu sĩ nào để thi đấu ạ? Mà khoan, tự nhiên hôm nay là đội của chị Thúy Nga là có cái ghế nè. Thắc mắc nè, mới ra thắc mắc. Tự nhiên giống như từ trên trời rớt xuống vậy đó. Chị Nga, cái ghế đó là em để cho chị đó. Hả? Tại vì hồi nãy em nghe chị bị tai nạn xe gì đó. Xong rồi chị mang đôi guốc cũng rất là cao nữa. Thôi chị cứ ngồi đó đi. Em biết chân chị rất là đau đúng không? Trời ơi, quá. Trời ơi, Thuận Nguyễn. Chị cảm
ơn em nhiều nha, em ga lăng quá à. Vậy thì bây giờ chị ngồi liền đi. Ngồi liền để đừng phụ lòng Thuận Nguyễn. Đó, ngồi lên, đúng rồi. Đó, trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đúng là tự nhiên ha. Mình bị đau chân, cái mình mới biết là tấm lòng của những người đàn ông người ta yêu mình. Qua số này chị mới biết Thuận Nguyễn nó yêu chị đó. Chị ơi, thật sự là... Dạ, em xin đính chính là một chút. Là tại vì đây là cái tình cảm mà em yêu mến cũng như là ngưỡng mộ chị Nga thôi. Trời chứ không phải là tình yêu. Em diễn mà em diễn sâu chút cho chị vui đi. Em diễn mà em nói sự thật quá tự nhiên cái chị bị ngợp lại nữa à. Không phải cô ơi, tại có con ở đây á cô ơi. Đúng rồi, tại có bé Lộc nè. Nghệ sĩ tụi mình có bị bệnh ngộ nhận hết luôn á ta. Mời Thu Lĩnh Thi Nga hãy chọn ra đấu sĩ thi đấu đầu tiên ạ. Đó là Tiến Phát. Mình là Jason Việt Tiến. Tiến Phát. Việt Tiến còn sao tôi đi xa vậy? Tôi đi xa. Chị sai cho chị sorry nha. Và sau đây đấu sĩ của chị là Jason Việt Tiến. Không, Thuận Nguyễn, bạn chọn ai? Nếu bên đó có Jason Việt Tiến thì đội của em Sĩ Tuệ. Wow. Sĩ Tuệ. Và bây giờ thì màn thi đấu của hai đấu sĩ xin phép bắt đầu. Xét về hai đấu sĩ khi đã thể hiện ca khúc của bạn đi. Đối với Biểu thấy thì đây là một phần trình diễn hay và mọi người đều có cảm xúc khác nhau hết. Cách hát của hai bạn cũng không ai giống ai hết, ngay cả Will hát cũng không giống hai bạn. Nên là ở đây hiện tại thì Biểu thấy là ở đoạn đầu thì nó có hơi bị chưa đã lắm và nhưng mà ở những cái quãng sau nốt cao hơn thì các bạn làm tốt hơn, đẩy cao trào hơn thì rất tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn. Đó, em không hề chê luôn. Đúng rồi. Em nói công tâm luôn á. Và hiện tại tỷ số đây là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng. Chúng ta còn 6 điểm bí ẩn chưa công bố. Và ngay sau đây là kết quả của phần thi đầu tiên. Xin mời. Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay thuộc về đội thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin cảm ơn. Mời bạn về chỗ. Xin chia buồn cùng thủ lĩnh Thúy Nga. Trong phần tiếp theo, những giai điệu bolero ngọt ngào cùng những màn song đấu xuất thần của các mỹ nam sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Bài bí ẩn nào sẽ xuất hiện đây? Đừng rời mắt khỏi màn hình các bạn nha.
một phút đau lòng. Sao chị, sao chị? Chị buồn quá em. Sao vậy? Tại chị đó. Nói chung đó, làm như chị không có cái số cầm quân hay cầm đầu em. Tại ơi, chị đó. Thì chị vừa cầm đầu ai rất là thất bại luôn vậy đó. Đó bởi vì hay bây giờ mà cho chị đổi lại đi. Bây giờ ai làm thủ lĩnh hay cho chị làm đấu sĩ gì thi được không? Không được luôn chị, cái đó càng không được chị ơi. Chương trình của tụi em rating đang cao đó chị. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét đến từ ban giám khảo. Xin mời đại diện ban giám khảo ạ. Vân Tình xin thay mặt ban giám khảo nhận xét cái cuộc đấu vừa rồi như này. Thì cái phần thi này thì nói đến cái tinh thần của hai bạn. Hai bạn giống như là đang kể câu chuyện của mình. Và đối với Tình là một người đang nghe, mình có cảm giác như là ồ, hai bạn này hình như là ngày xưa có một quá khứ rất là đẹp bên nhau nè. Anh kể hồi chút nữa hai bạn quen nhau luôn hay sao? Đó về cái phần nhưng mà Tình lại chọn một cái phiếu cho bạn nam bên đội xanh này là tại vì thực sự là cái cách mà bạn hát và cái cách bạn biểu diễn làm Tình cảm thấy hình như trong người bạn này có cái nỗi đau nào đó, và nó làm cho bản thân Tình, làm trái tim Tình cũng tan vỡ luôn khi mà nghĩ về mối tình đầu của mình cũng chia tay trong một cái chiều mưa giống y như vậy. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo. Tôi nghĩ đó là phần tâm sự thì đúng hơn. Sau khi mà có phần thua đầu tiên thì chị Nga đã không thể nào ngồi được. Phải đứng dậy rồi. Phải đứng là để tạo một cái sự gọi là thủ lĩnh của mình. Thủ lĩnh. Cho nó uy nghi, hiểu không? Chứ mình ngồi tự nhiên cái là tự nhiên mình thấy cái phong thủy nó không có vô, nó sai sai á. Thuận nó gài chị đó. Thuận, chị hận em. Không sao đâu, chị bỏ cái ghế luôn rồi đó. Bây giờ chị chấp nhận, chẳng thà chân chị đau chứ chị không có ngồi ghế, chị đứng luôn rồi đó. Quá dữ luôn. Chị đứng luôn. Nếu mà chị phụ Tình em như vậy rồi được, thì em sẽ không chơi với chị nữa, em qua em chơi với Lê Lộc. Trời, cảm rồi vậy là đúng, lại đúng ý Lê Lộc. Nó làm như gà gà gà, sao cuối cùng Lê Lộc mới là cao thủ đó. Lê Lộc mới gà hết. Thuận Nguyễn chọn đối thủ cho mình là bên đội Lê Lộc. Chính xác là đấu sĩ nào ạ? À? Dạ, đấu sĩ tiếp theo tụi em chọn đó chính là Tùng Anh. Tùng Anh. Rồi. Rồi. Và bây giờ bài hát mà Lê Lộc chọn là bài hát nào ạ? Đội Lê Lộc chọn bài hát Yêu Thương Mong Manh cho đấu sĩ của Lê Lộc. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Và bây giờ thì màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Anh sẽ mãi yêu em hơn ngày.
Và hiện tại tỷ số của chúng ta đang là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng Lê Lộc. Dạ. Bạn cảm thấy sao về phần thi vừa rồi và đặc biệt là đấu sĩ của mình? À, dạ em thấy Tùng Anh hát rất là tình cảm. Dạ vậy thôi. Còn bên đây? À, anh đó thì hát cao quá. À, cái kiến thức âm nhạc của em nó giới hạn gì hay Lộc? Hát cao là hát hay đó chị. Em ý em nói vậy đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết kết quả của phần thi vừa rồi. Xin mời. Thủ lĩnh Thuận Nguyễn và chia buồn cùng thủ lĩnh Lê Lạo. Mời bạn về chỗ. Và bây giờ nè Thuận Nguyễn. Dạ. Bạn hát cái gì mà cười hoài vậy? Đâu có. Chị thấy mắc cười, chị thương Lê Lạo quá. Cái số trước nó đường kim, nó tưởng số này đường kim, nó mặc áo kim tuyến lấp lánh như hoa hậu. Kim lãnh giải, biết lãnh giải chưa? À, tưởng là được lãnh giải lần hai. Nhưng mà nghi quá. Số này chắc không có đâu Lộc ơi, chuẩn bị đi về đi Lộc. Xin mời Thuận Nguyễn hãy lựa chọn đối thủ tiếp theo. Chị Nga. À, chứ cái gì, chị đây. Chị ngồi trên ghế, có em không chị? Em chứ, lúc nãy thì chị hận em á, thì chị ra đây đứng, chị rất là oai phong lẫm liệt, chị cứ nghĩ là em chọn đội chị. Rồi xong rồi chị thấy không có chọn gì hết trơn, chị lại quành về cái ghế ngồi cho đỡ mỏi. Giờ bây giờ chị vừa ngồi vô cái phong thủy nó xui lại, em kêu chị phải không? Là chị muốn em chọn chị hả hay sao? Em muốn làm cái gì làm. Dạ thôi chị ngồi đó luôn đi chị. Lộc ơi. Em đây. Anh muốn một lần nữa ghé thăm nhà em. À, lần này đội của Thuận Nguyễn xin chọn đối thủ tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh. Dạ. Mời thủ lĩnh Lê Lộc chọn bài hát cho mình. Đội của Lê Lộc sẽ chọn bài Cho Em Một Ngày. Là một ngày hai đêm, không sẽ hẹn cùng em. Cho Em Một Ngày. Xin mời hai đấu sĩ bước lên sàn đấu. Xin mời. Và bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Lê Lộc đã sử dụng quyền hát chú bài. Nè, tại sao em lại xài? Em không tin tưởng đấu sĩ của mình à? Dạ không phải, em muốn để cho anh Tuấn Anh hát thêm vòng nữa. Dạ em mới khoan nha. Cho em biết nếu như em xài quyền ẩn, tức là em có thể gọi một nghệ sĩ nổi tiếng ở trong ra hát thay cho bạn Tuấn Anh. Nhưng dạ, nếu nghệ sĩ đó thua, đồng nghĩa bạn Tuấn Anh thua luôn. Dạ. À, xin cảm ơn bạn rất nhiều, xin mời bạn về chỗ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp ca sĩ bí ẩn trong ngày hôm nay. Xin mời. Tướng quen ta? Nhìn dáng rất là quen nha. Quen lắm. Tóc nhuộm rồi, cách mặc đồ. Cái anh nhìn em quên rồi ta. À, chị biết rồi. Phải Lê Dương Bảo Lâm không? Ôi trời ơi. Và xin mời ác chủ bài của chúng ta mở mặt nạ ra. Thấy chưa? Những cái tướng cái body là biết anh Dũng rồi. Và một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Anh em cầm cho. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ vì em xem ngỡ kìa. Ông em đứng góc bên này em dòm anh không có rõ. Em qua em lấy em dòm. Anh Dũng vậy? Khỏe không? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Anh khỏe không? Cái gì? Anh khỏe. Anh ơi em chú bài. Có gì nhường. Trời đất ơi. Trời ơi. Bây giờ mới biết là cuộc thi này có cái vụ mà mua chuột nhau á hả? À, mà sao lộ liễu quá? Chậm môi cho anh Dũng thôi. Anh ơi. Sao lẽ ra em phải chấm cho em nhé. Rồi đi, cứ gọi đó đi. Và ngay bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Ooh, yeah. Oh,
một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn tuổi, một ngày không tê tái hao mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Là một ngày anh đến không che cho em, cho em một ngày dịu dàng. Là một ngày ấy em, một ngày mưa sẽ hát trong tiếng cười của trong vòng tay anh lâu nào. Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng. Cho một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi. Cho em một ngày, một ngày thôi. Là một ngày anh đến, một ngày vừa sao cho em, cho em một ngày dịu dàng. Hay quá. Một phần trình diễn rất tuyệt vời đến từ hai đối thủ chúng ta. Và hiện tại điểm số đang là 4-3, vẫn nghiêng về đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời. À, xin chúc mừng anh Mai Tiến Dũng đã đem về chiến thắng cho đội của Lê Lộc. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đáng lẽ anh nghĩ là nãy giờ em phải ra thấm mồ hôi cho anh rồi chứ. Trời ơi. Thấm mồ hôi liền em, thấm mồ hôi liền em. Dạ. Nó cười nghe sợ. Thật sợ thiệt luôn á. Anh mang chiến thắng về cho đội, sao em cười quá. Em thấy là anh không có mồ hôi, nhưng mà em muốn ôm anh một cái được không? Cái này là không từ chối rồi ạ. Hôm nay đến đây chương trình thì thật là rất là Dũng thật là rất là vui, mà cũng như là cũng hồi hộp lắm, tại vì chưa bao giờ mực mời đi hát đến hát mà hát xong mới biết mình sẽ lọt vào cũng như là 50-50 bị xử chảm ngay tại chỗ mà không biết tại sao.
Đó cho nên là đến bây giờ nhờ cái ôm mà giờ mới lấy lại được tinh thần. Trời ơi. Trời ơi. Ê, tự trọng nè. Không có, em thấy anh rung quá nè. Anh nào bình tĩnh đi anh. Anh có sao không? Anh vẫn rung thôi. Thật ra Mai Tiến Dũng cũng không có rung gì đâu, mà lúc Lê Lộc nó lên nó cười, cái nhìn cái nụ đó. Cười nó sợ quá, cái nó rung luôn đó. Tội nghiệp Dũng ghê. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin chia buồn với Thuận Nguyễn, bạn đã mất đi một đấu sĩ rồi. Và ngay bây giờ là phần lựa chọn đấu sĩ đến từ đội của Lê Lộc, xin mời bạn. Đội của Lê Lộc là anh Tuấn Anh sẽ đấu với bạn Hữu Nhân của đội anh Thuận Nguyễn. Wow. Xin mời đội Thuận Nguyễn chọn bài hát. Đội tụi em sẽ chọn bài hát My Baby. My Baby. My Baby. Là lời nói em gửi đến Lê Lộc. Không hả? Dạ, chỉ chọn bài hát. Chọn bài hát thôi. Và bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Một ngày anh bước đến bên em và trao nhau tình ấm nồng, xua tan trong em ra băng lạnh lùng quá khứ. Chẳng còn từng đêm cô đơn gối chăn, kề vai anh say giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bao sóng, trọn đời sẽ mãi bên nhau. Baby, xin anh đừng vội cất bước đi, vì tình ai chỉ dành trọn cho riêng người. Đừng nghe em vẫn đợi chờ giây phút này. Thấy chẳng còn gì, lâu này đó đổ nát my heart. Và năm rơi giữa rơi trên sàn, em vẫn bỏ xa đi từ một nơi mơ màng. Em đã giữ điều gì trong những cái suy hoài yêu đầu ra sân mê. What's your hello? Và ngay lúc này, điểm số chúng ta đang là 4-3 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời kết quả của chương trình. Xin chia buồn với đội của Lê Lộc và xin chúc mừng đội của Thuận Nguyễn giành chiến thắng tiếp theo. Và ngay sau đây chúng ta đến phần phỏng vấn ban giám khảo. Lê Phương xin đại diện cho 13 ban giám khảo đưa ra cái lời nhận xét cho phần trình diễn vừa rồi. Thì đầu tiên là phải nói đến là rất cảm ơn hai bạn đã cố gắng cống hiến cho cái phần thi này. Bởi vì theo như nghe từ đầu đến cuối thì phát hiện ra cả hai bạn đều không thuộc bài này. Hai bạn đều hát rất là lãng quẻ với nhau. Nhưng mà có điều là một cái là một người giọng rất trầm, cực trầm.
và một người thì giọng rất cao nên là làm cho cái bài hát này nó nghe thú vị. Nhưng mà ở đây á, thì Phương đã chọn cho bạn màu xanh, đó là bạn Tuấn Anh, là tại vì Tuấn Anh cái phần nhạc cảm và cái thẩm âm của bạn khá là tốt, nên là bạn mặc dù không thuộc bài nhưng mà hát vẫn rất là đúng hòa thanh. Nhưng mà Tuấn Anh có một cái, đó là khi mà bạn Hữu Nhân bắt đầu rap một ca khúc khác vào để tạo màu sắc cho bài thì gần như là Tuấn Anh không có đối đáp lại được. Nên là đó có lẽ là một lý do để cho các vị giám khảo khác đã không chọn cho Tuấn Anh, bởi vì không thể hiện được cái màu sắc tốt nhất. Xin cảm ơn. Thu Nguyễn, xin mời bạn chọn đối thủ tiếp theo. Toàn xin chọn bạn Thảo Phạm của đội chị Thúy Nga. Mời chị Thúy Nga chọn được bài nói, hát. Được nói, được đứng dậy rồi chị ơi. Chị sẽ chọn đội của chị Thảo Phạm ra hát bài Mưa Nửa Đêm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngùi, vừa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Wow. Nghe cho nó tình cảm. Dạ. Và bây giờ màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Thưa quý vị, nhìn điểm thôi là hiểu rồi. Em ơi, thắt dây an toàn vào nhé. Em đứng yên đi. Và ngay bây giờ, theo đúng thông lệ hàng năm, vẫn phải công bố kết quả thôi mọi người ơi. Xin mời. Thật sự quá bất ngờ thưa mọi người. Bớt xạo lại đi Nguyên. Và xin chúc mừng đội của thủ lĩnh Thúy Nga giành chiến thắng ạ. Xin mời bạn về chỗ. Và ngay bây giờ xin mời thủ lĩnh Thúy Nga hãy chọn đối thủ tiếp theo. Xin mời. Mà nãy giờ thực sự làm như chị lớn tuổi á, cái độ chiếu kim tuyến của đội em á, nó cứ chiếu mặt gì chị khó chịu quá. Nên chị quyết định chị chọn tiếp đội Lê Lộc được không? Dạ được chứ. Mời đội Lê Lộc chọn bài hát cho mình. Dạ, đội Lê Lộc xin được chọn bài Tình Yêu Màu Nắng. Tình Yêu Màu Nắng. Màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Bye.
hiện tại điểm số đang là 5-2 nghiêng về đội của thủ lĩnh Lê Lộc. Wow. Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức dễ thương của hai đấu sĩ. Và bây giờ là kết quả của chương trình. Xin mời. Xin chia buồn cùng với đội của chị Thúy Nga. Và chúc mừng thủ lĩnh Lê Lộc. Lê Lộc ơi, bạn là người chiến thắng ở phần thi vừa rồi. Xin mời bạn chọn đối thủ tiếp theo, bởi vì sau khi Lê Lộc chọn thì chắc chắn sẽ có một đội dừng cuộc chơi đầu tiên, bởi vì ai cũng còn có một người hết. Anh Tôn, anh muốn hát chưa? Anh thì em muốn sao thì anh muốn thì cũng chiều hết á. Em muốn anh. Hả? Cái gì vậy Lộc? Lộc này thì có Dương Đông kích tay quá. Lộc làm gì nó làm có cái gì, có điều gì nó dướng mắt với Thuận Nguyễn á, nên nó cứ nó vậy đó, cái kiểu nó vậy á. Không phải mà hồi nãy giờ bé Lộc nó thả thính rất là nhiều người rồi. Đúng vậy luôn. Mà trong chương trình mà thả thính 3 người. Anh Thuận ơi. Đó, thả thính tiếp kìa. Em mới thử với anh Hoàng Tôm thôi. Ờ. Mà em biết là anh ghen với em nè. Trời có ơi. Có luôn. Có không vậy là Lộc nó bị ngộ nhận phải không? Không nghĩ là ngộ nhận với Lộc. Em ngộ nhận hoài vậy Lộc. Lộc, sao con sống ảo quá vậy Lộc? Thật sự là đội của Lê Lộc muốn đấu với đội của anh Thuận Nguyễn. Rồi. Wow. Dạ. Thuận Nguyễn ơi, hãy chọn bài hát đi Thuận Nguyễn. Đội của Thuận sẽ chọn bài hát Chuyện Ba Mùa Mưa. Nàng là chính nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ, mắt chưa vẫn vương vì ai. Chuyện Ba Mùa Mưa. Và bây giờ màn trình diễn của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Yeah.
màn trình diễn của hai đấu sĩ rất nhiều. Và hiện tại tỷ số chúng ta đang là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn ưu thế đầu tiên. Xin mời kết quả. Và xin chúc mừng đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn ạ. Xin mời bạn về chỗ. Lê Lộc, em vẫn còn cười được sao Lê Lộc? Em hạnh phúc lắm chị. Ủa sao kỳ vậy? Em thấy người ta rớt em hạnh phúc hả? Tại vì em đã cho đội em đoàn tụ trước rồi. Đội em đoàn tụ trước rồi. Và bây giờ chỉ còn hai đội, đó là đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn và thủ lĩnh Thí Nga. Và chắc chắn rằng sau phần thi này sẽ có người thắng cuộc với giải thưởng là 20 triệu đồng. Cái cảm giác giống như là bằng Kiều với Minh Tuyết đó nhỉ? Dạ. Hay quá. Xin được. Ủa Tôn ơi, Tôn đi đâu vậy? Sao mới hát xong mà bỏ của chạy lấy người vậy? Đang tính đưa cái mic cho bạn. À, từ. Bình tĩnh luôn. Từ giây phút đó sẽ đến. Xin cảm ơn phần trình diễn rất tuyệt vời của hai đấu sĩ của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Và hiện tại tỷ số đang là 4-3 nghiêng về đội của thủ lĩnh Thúy Nga. Chưa còn 6 điểm chưa công bố, tạm thời thôi, điểm trên sàn đấu. Và bây giờ xin mời kết quả của chương trình. Chúc mừng thủ lĩnh Thuận Nguyễn và các đấu sĩ của mình giành chiến thắng. Trời ơi, anh Tôn ơi. Duy Đỉnh xin thay mặt cho ban giám khảo xin cho một vài lời cho nhận xét như thế này. Thật sự đây là một trong những tiết mục hàng đầu của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc và là một trong những phần song ca xuất sắc nhất xuất hiện trên truyền hình. Wow. Có một điều vui là như vậy. Ngày xưa nếu như ai đã là những người đã theo dõi cái bước đường của Hoàng Tôn và của Ý Nhi, mọi người sẽ biết rằng hai bạn này đã từng đấu với nhau một lần tại một chương trình rất là lớn. Và hôm nay thì hai bạn lại tái hợp và đem đến cho khán giả một màn trình diễn chỉ có một từ là xuất sắc. Duy Đỉnh đã chọn cho Ý Nhi bởi vì Ý Nhi hát rất là vững vàng và đây là một cô gái có một cái giọng hát và một cái thẩm mỹ rất là cao. Rất mong cô sẽ được mọi người đón nhận và yêu mến. Riêng với Hoàng Tôn thì
Hoàng Tôn thì quá lịch lãm và bản lĩnh ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên đó, trên cái bên đội của mình. Chứ không phải là tới đây mới là thể hiện sự bản lĩnh của bạn. Và ngay từ trong những câu hát của bạn cũng đều thể hiện một sự lịch lãm và cái bản lĩnh lâu năm của bạn, của Hoàng Tôn. Thật sự thì Hoàng Tôn, đáng lẽ là Hoàng Tôn sẽ nhận được cái nút bấm của Đỉnh nếu như mà có những sự bứt phá nhiều hơn. Nhưng Đỉnh nghĩ là có lẽ Hoàng Tôn đang rất là ga lăng với cô gái này. Và rất may mắn chúng ta đã có một tiết mục rất hay ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và một lần nữa, xin chúc mừng chiến thắng chung cuộc trong ngày hôm nay thuộc về đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Xin mời các đấu sĩ của đội thủ lĩnh Thuận Nguyễn bước lên sân khấu luôn ạ. Thuận cảm thấy rất là vui và may mắn bởi vì sở hữu được những đấu sĩ hát rất là hay. Không biết là Nhi cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thật sự thì bây giờ cảm xúc của em rất là vui. Tại vì là mình không nghĩ là mình có thể giúp được đội của mình đi đến đường vinh quang như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn đội của thủ lĩnh Thuận rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai thủ lĩnh còn lại cũng như các đấu sĩ bước lên sân khấu chung vui cùng với tất cả mọi người ạ. Xin mời ạ. Và giải thưởng ngày hôm nay dành cho đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn đó chính là giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Và xin cảm ơn các vị thủ lĩnh cũng như các đấu sĩ đã mang đến những giây phút thư giãn thật tuyệt vời trong ngày hôm nay trong chương trình đấu trường âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.